Công an Đồng Tháp truy tìm Lê Trường Thành, người liên quan vụ giết người, đốt xác. Liên quan vụ giết người, đốt xác kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 14 tháng 12. Công an Đồng Tháp ra thông báo truy tìm Lê Trường Thành, người có liên quan đến vụ án, sáng 17 tháng 12. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang truy tìm Lê Trường Thành, 48 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, người có liên quan đến vụ án giết người. Đốt xác xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh vào rạng sáng 14 tháng 12, theo thông báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp, Lê Trường Thành di chuyển bằng xe máy hiệu Airblade màu đen. Biển số 95H129750, nếu phát hiện người có đặc điểm nhận dạng như trên hoặc phương tiện nêu trên, vui lòng liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp qua số điện thoại 0693620202 hoặc 0939792277 để phối hợp giải quyết như thanh niên đã thông tin. Khoảng 1 giờ 45 ngày 14 tháng 12, tại căn nhà 3 tầng của bà Trần Thị Hồng Liên, 45 tuổi, ở khu dân cư chợ Đầu Mối Trái Cây tỉnh Đồng Tháp thuộc ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh xảy ra vụ án giết người và cố ý gây thương tích khiến một người chết tại chỗ và 3 người khác bị thương, nạn nhân được xác định là Võ Hoàng Quân, 38 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Ông Quân, ngụ gần nhà bà Liên, đến nhà bà Liên chơi và ngủ lại qua đêm, sau đó bị chém và bị đốt cháy bằng xăng khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường. Ngoài ra, 3 người khác bị chém bị thương gồm Trần Thị Hồng Liên, 45 tuổi, Lê Phước Toàn, 24 tuổi, và Lê Phương Quỳnh, 15 tuổi, đều là con ruột của bà Liên. Bà Liên cùng với 2 con ruột được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị. Qua điều tra, nhận định ban đầu của công an, nghi phạm và nạn nhân có mâu thuẫn với nhau. Nghi phạm đã đột nhập vào nhà bà Liên, dùng dao chém và dùng xăng đốt chết nạn nhân Quân. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường vụ giết người, đốt xác.